Ngày nay đang vẽ trễ rồi Trần. Ngày vẽ trễ rồi. Em vẽ một sâu rực rồi này. Tất cả ô. Cái này không nấu cơm à? Nhà đông không? Có bà và cháu nhưng mà. Nó em ăn chơi trường nên ăn hai đứa. Ủa, đứa chồng em ở đâu? Chồng em ở bên quận 3. Do em ở với mình mà nội mấy nên là cưới về qua ở luôn. Ủa, đứa ba mẹ em đâu? Ba mất, còn mẹ là ở có chồng khác. Thế là em ở với bà nội hả? Hay là bà nội chứ không phải bà ngoại hả? Đây là chỉ có ở bà nội thôi. Nhà đấy nó làm xa chứ gì? Đi 15 phút hả em? Cũng xa mà. Mẹ Nhu thật đoạn nữa đi. Em sẽ anh phê á, đi lên chỗ gần trường thân phê đó. Thành chỗ nào đó nè. Chỗ đỗ trường thương mại đó. Bà nà bà ở đâu mà sai? Thôi xuống dưới đi riêng. Vậy ta. Cái mẹ ông kia ông xin đi mà. Cái mẹ phải chăm. Con gái thì ông làm tóc mà mình cứ tưởng cái gì tóc. Trời, nó chơi màu kinh dị lắm. Chứ màu mình xả luôn mà. Hà kêu Hà về mà ta. Về. Về luôn. Ủa đi lễ gì ngày nay đó hả? Thôi mình không hiểu đừng hỏi.
Chưa thấy mẹ có luôn á. Ừ, thế thì cứ là chuyện như thế à? Chuyện như thế. Hồi nãy ta mới mở rộ ra, đang đặt nó mụn nè. Có mụn gì? Có cục chứ mấy. Cục viêm. Chưa thấy mẹ kêu cái gì? Mà thấy kia cũng dễ thương. Từ từ thấy cũng lành lành mà thấy lại là thấy lành. Chị học nhân đó mà chị rồi á, hôm qua chị rửa mặt với lại chị xe đồ mà thấy nó nhớ nhân, thấy nhanh mà thấy nặng mụn ok rồi đó. Thôi thử thử chồng con ở chồng rồi chưa con. Xích kia kêu chồng con. Bé nên chị học thôi. Nói tới mẫu này kêu, rồi để em kêu chồng này. Nghe chồng mặt mụn không? Nghe rồi, em chữ âm xong nghe là em ra ngay rồi đó. Thật ra nghề này mà ai nhân, ai khi đi dành mai. Rồi, cái gì đó rồi. Okay, bên này cũng hư vì rớt đúng thế là nó sẽ bị hư thôi. Bà mua đó bà Hăng à, không biết tên chị mẹ gì. Nhiều nhiều mà cũng không được nhiều, bị đỏ nhiều hay. Điện thoại nó mấy ngày bữa qua không được mà. Qua em nhớ rồi. Qua 4 cái nó kìa đã nha. Có tội nhất là cái ngày hôm trưa hôm thứ hai đó. Ừ. Hắn là tội nhất. Hắn à? Cái điện thoại này. Nó à. Trời ơi, ngày nó không có cái gì không có luôn. Mà trong khi không lẽ chờ nó cũng kỳ. Thôi bù trừ với hồi trước mình mình cho nên tạo lỗi rồi. Mình nghe nó tạo lỗi rồi, phải bù trừ. Với lại bữa nay làm không được mà. Nên không được thật sự luôn. Trưa chị gọi với con nói em có nghe không à? Gì nữa hỏi đó giờ. Mô hồi lúc đi nằm đây nè. À lúc đó biết em ngồi trước. À nói chuyện với chị Hiền.